Kính thưa quý vị, ông bà ta thường có câu là ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ thì đem tiền vứt đi. Mình nói đơm na như vậy thôi, nhưng mà khi mà có triệu chứng ăn không được, ngủ không được hay là mất tập trung thì đó là dấu hiệu của suy nhược cơ thể. Ngoài ra thì còn có những dấu hiệu nào khác nữa về suy nhược cơ thể? Bên cạnh đó thì phòng chống như thế nào để thật là hiệu quả? Thì vấn đề đó sẽ được đề cập trong chương trình Món ăn và bài thuốc ngày hôm nay cùng với nước y Nguyễn Công Đức ạ. Xin chào bà con. Đối với y học hiện đại á, thì cái khi mà thấy một người đến với mình mà ra vẻ là mệt mỏi, khai là ăn không được, ngủ không được, rồi hay quên, ngồi đứng dậy á, là say sẩm à, và đặc biệt là cứ muốn nằm và đóng cửa phòng, nằm ở trong phòng đó, không muốn đi ra ngoài, không muốn tiếp xúc với ai hết, cái đó dấu hiệu là bên y học hiện đại người ta bảo là suy nhược cơ thể. Đối với y học cổ truyền thì với những cái triệu chứng vừa kể, nó xếp vô cái bệnh nó gọi là tâm căn suy nhược. Rõ ràng là nó xuất phát từ cái tâm á, cái gốc là ở tâm, tức là mất ngủ, không? Thất miên đầu thống, mất ngủ, rồi đau đầu, rồi chóng mặt hay lo lắng buồn phiền, đó là dấu hiệu của suy nhược cơ thể. Với những cái nguyên nhân mà thầy đã phân tích như vậy thì suy nhược cơ thể một phần là do lối sống hay là do cơ thể người đó không hấp thụ được dinh dưỡng? Cái nguyên nhân đầu tiên là do bản thân người đó hay là cơ thể người đó ha, là không có hấp thụ được thức ăn. Dạ. Do cái rối loạn về tình trí làm cho người ta không ngủ được, nó dẫn đến cái suy nhược cơ thể. Vâng. Và dĩ nhiên cái điều trị đối với những các cái bác sĩ tâm lý thì người ta điều trị bằng cái tâm lý liệu pháp, tức là ta tìm cái nguyên nhân từ đâu mà đưa đến cái suy nhược cơ thể này để người ta có cái hướng điều trị. Cho nên cái việc mà mình tìm cái nguyên nhân lại là một cái vấn đề khác. Còn đông y nó chia ra rất là nhiều thể, thí dụ như thể nó gọi là tỳ vị hư hàn, tức là do viêm loét dạ dày tá tràng thì xin thưa hỏng suy nhược cơ thể là gì, phải không? Dạ. Ăn không được rồi ngủ không được, rồi lúc nào thấy cũng chán ăn, rồi trào ngược dạ dày, rồi lúc nào cũng viêm họng, rồi sáng ngủ dậy thì họng thì khô, miệng thì đắng, đánh răng thì quẹ ói, coi như vậy là coi như đi đến là suy nhược cơ thể do viêm loét dạ dày tá tràng. Dạ. Đó là một cái thể. Cái thứ hai là rối loạn thần kinh tim, hồi hộp, lúc nào cũng thấy là ai ngủ mà nghe ai kêu ai gọi gì đó, không? Lúc bây giờ là không ngủ được, cũng đi đến là suy nhược cơ thể. Đó là những cái nguyên nhân mà mình nói tới. Ăn uống hấp thu tốt. Đúng. Vậy chắc là lực yêu Công Đức sẽ chia sẻ về những cái món ăn nào và những cái thực phẩm nào nên tránh cho người suy nhược cơ thể. Những cái thức ăn nên tránh cho người suy nhược cơ thể, như đã nói nãy là thường thường hấp thu kém, rồi ăn uống mà nó không có tiêu hóa. Dạ. Thì bây giờ mình thay đổi đi. Thí dụ như mình ăn nhưng những cái món mà nó khó tiêu thì làm cho cứ ấm ách, rồi tối đó không ngủ, thì ngược lại chúng ta có thể ăn súp. Dạ. Có thể ăn cháo cho nó dễ tiêu, thì như là giải quyết được cái tiêu hóa của họ tốt. Rồi cái rối loạn hấp thu, ví dụ như trẻ con nó gầy nhom mà là do nó rối loạn hấp thu, thậm chí cho nó ăn đồ bổ nhưng mà ăn bao nhiêu thì nó đi ra hết bao nhiêu, hoặc ăn xong lát nó ói ra. Cái vấn đề đó cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm đưa đến cái suy nhược cơ thể, là một trong những nguyên nhân. Như vậy thì mình sẽ cải thiện những cái nguyên nhân đó như thế nào? Dạ. Bên cạnh đó thì bà con cũng muốn thắc mắc là vì có những cái món ăn nào đó, ví dụ giúp cho dễ ngủ hơn hoặc là giúp cho tinh thần nó phấn chấn hơn, hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn ạ. Vâng. Người bà con ta đã lâu nay hễ mỗi lần cái mất ngủ thì đi hái lá vong, đi hái lạc tiên, lá sen nấu uống. Dạ. Nhưng mà uống mà thấy khỏe lên không thấy, mà cứ thấy uống một tuần xong cái là sủi lơ luôn. Sủi lơ luôn, tức là người ta không hiểu rằng những cái đó là nó có tính an thần. Mà một khi nó an thần thì nó ức chế cái thần kinh của họ, làm cho họ lúc nào cũng lờ đờ. Rồi nó mới khổ gì chứ, cho nên cái điều đó không có đúng. Và một trong những cái nguyên nhân mà đi đến cái suy nhược cơ thể là người ta quy đến cái chức năng của tỳ. Tỳ vị là chủ vận hóa, ha, vận hóa thủy thấp. Như vậy ăn uống làm sao mà nó tiêu hóa tốt. Thế thì như đã nói trong những lần trước thì bà con chỉ cần lấy gạo, ha, nửa chén gạo rang cho cháy lên khói, sau đó 5 tép tỏi, 5 tép xả,
rửa sạch, đập bỏ vào không là cho nó sôi mà nghe thơm lên là coi như lấy cái nước đó uống cả ngày là cải thiện được cái hệ tiêu hóa của người đó rồi. Kể cả những người mà viêm loét dạ dày tá tràng, đó là mình đã là một cái bài thuốc ha, để cải thiện được cái rối loạn hấp thu và chán ăn đối với cái bệnh mà suy nhược thần kinh. Dạ, thầy, với bên cạnh đó thì nhiều người thường cho rằng là ốc heo rất là bổ. Thì trong cái suy nhược cơ thể này thì ăn ốc heo thật sự và có bổ đúng như người ta nghĩ vậy? Thực ra thì cái bài thuốc này lại dành cho các sĩ tử ha, trước khi đi thi. Ha. Bổ não. Cha mẹ là nghĩ là ăn cái gì bổ nấy, đúng là không có đúng. Tại vì sao? Vì trong ốc heo là người ta thấy rằng cái cholesterol nó rất là nhiều, cái purin nó rất là nhiều, cho nên ăn thứ nhất là nó đã khó tiêu rồi, cái thứ hai nữa là nó làm cho men gan nó tăng lên, cholesterol xấu nó tăng lên thì nó xấu hơn chứ làm gì mà nó tốt hơn, cho nên không có. Bí đỏ thì được, ăn bí đỏ cho sĩ tử thì tốt, nhưng mà nhiều khi nghĩ rằng mày ăn bí vô làm bài không được, không bí gì cái lại cũng cử, cho nên làm sao mà những cái gì mà bổ nhưng mà nó phải tiêu hóa được thì mình mới chọn dùng. Chứ còn ốc heo là do nó khó tiêu như đã giải thích, không nên dùng. Vẫn còn một cái món nữa nó bổ và nó rẻ luôn, mà không biết có tốt không thưa thầy, đó chính là hộp vịt lộn. Trứng lộn là một trong những cái thực phẩm mà rất là tốt, nhưng mà đừng ăn quá 5 quả, ha, 3 quả trở lại thôi. Mà ăn nhiều rau răm để cho nó tiêu hóa tốt, âm dương cân bằng. Đúng rồi, cái rau răm là nó trợ cái tiêu hóa, cho nên đây là một trong những cái món ăn mà tốt chứ không sao hết. Cô nhóc heo thì kiêng, nhưng mà hộp vịt lộn thì được. Và đó là những cái món ăn. Ngoài những món ăn đó thì có một loại nước uống nào đó để giúp cho cải thiện sức khỏe của những người bị suy nhược cơ thể? Vâng, cái nước uống thì có lẽ là đối với những cái người mà suy nhược cơ thể, cái đầu tiên mà cái vitamin mà nó thiếu đó là vitamin C. Mà C thì nó có rất nhiều trong đó là cam, chanh, bưởi. Có thể chúng ta ép hoặc là ép chứ mình xay thì nó đắng lắm, nó đắng. Ép xong ta hoặc là lặn ra. Thí dụ như trái cam này là mình không uống được hai trái thì một trái mình bổ đôi nó ra, ép lấy nước xong là lược cho nó lấy nước thôi. Rồi đối với những người tiểu đường mà tiếp 2 thì có lẽ là nửa muỗng cà phê mật ong cũng không có sai đâu. Để chi để nó bớt chua thôi chứ không gì hết. Nửa muỗng mật ong ta quậy đều vô luôn, uống phải uống buổi sáng. Tại vì đối với những cái niềm mà nó chua ha, là coi như cam nè, sáng vàng, trưa bạc, tối chì. Sáng là nó giá trị hơn, vitamin C nó vàng, trưa là nó đã bớt rồi, mà tối thì nó quá tệ, cho nên tối không, tuyệt đối không có được dùng cam chanh. Cái đó là quan trọng. Rồi hiện nay thì mấy em bé đó nó muốn cho da đẹp, mà người nhôn, nó chanh nửa trái với lại mật ong, nhưng mà khoa nó bằng nước sôi rồi để nguội quậy lên uống, hoặc là nước ấm uống thì tôi thấy cũng tốt. Sau khi mình để ý coi mấy nhỏ nó uống vậy nhưng mà tốt không, tôi thấy là có kết quả tốt. Như vậy thì cái nước uống mà chanh đó, chỉ chanh với mật ong pha nước ấm buổi sáng rất tốt. Lưu lượng phải có hạn thôi, thì nửa trái thôi, thấy vậy cho nhiều thêm nửa muỗng mật ong, mà đặc biệt là đổ nước sôi vô thì nó coi như là nó đã, nó cũng đã giảm bớt, đúng rồi, giảm bớt rồi, đúng không? Và đặc biệt một trong những cái mà cây lá, mà cái này từ lâu tôi cũng đã nói, tức là chùm ngay. Chùm ngay mình coi thường nó, tại vì ăn một hai bữa thấy nó chán quá, nhưng mà lá chùm ngay non suốt ra thôi, không cần nhẹ hết, rồi chúng ta nấu tép nè, ha, rồi thịt nạc nè, rồi coi như nấu canh ăn rất là tốt. Rất tốt. Còn nếu như mỗi ngày 50 gram xay như xay sinh tố, thêm một muỗng mật ong nữa uống, coi như nó bổ sung đầy đủ hết, coi như các vitamin đầy đủ, vi lượng đầy đủ, giúp cho bồi dưỡng cơ thể rất là tốt đối với những người suy nhược cơ thể và kể cả suy nhược thần kinh bằng cái chùm ngay này. Ở bên cạnh đó thì đu đủ và chuối, mình sẽ làm gì tiếp theo thưa thầy ạ? Vâng, thì từ lâu người ta thấy rằng cái người nào, cái quan trọng nhất của cái mỗi con người ta, một khi đã vào được thì phải ra được, tức là trong ngày cách nào đó
cũng phải đi tiêu một lần, tức là muốn nói tới cái yếu tố dùng trường thì mình nói đu đủ ha. Đu đủ chẳng những nó bồi dưỡng cơ thể, nó là nhiều vitamin A, nó làm cho sáng mắt, nó làm cho nhuận trường, nó chắc răng, chắc xương ha, trị các bệnh là loãng xương. Nhưng mà đu đủ ta dùng từ buổi trưa với lại buổi tối ha, buổi trưa buổi tối đó là ngủ được nha. Tôi nói nè, như vậy nè, mà chương trình của mình là suy nhược mà ăn không được, như ngủ không được, như vậy ngủ được thì nhờ cái đu đủ. Muốn ăn sáng cũng được, trưa cũng được, tối cũng được, nhưng mà nên trưa với tối. Để chi? Để dành buổi sáng là chúng ta ăn để chú sứ kìa. Dạ. Đây lâu nay cứ thắc mắc là chú sứ là chú gì, là thôi cứ hiện diện đây thì biết rồi, đây là chú sứ. Dạ. Còn gọi là chú móc ha, ở dưới mình là gọi là chú móc. Cứ nhìn hiện diện này gọi đúng, là chú sứ là chắc chắn đúng. Rất là tốt, nó chín tới cỡ này mà ăn được hai trái. Nếu như thay vì không ăn cơm được, uống ly sữa nhỏ, hai trái này là đã đủ rồi. Bà con có thấy không? Mỗi khi nó đánh tennis đó, ha, mấy cái tay tổ mà nó là nó rất là giỏi ha, của thế giới, coi như mình vô mình thấy rõ ràng, nó giải lao, nó lột trái chuối nó ăn không đủ rồi, đâu có cần mấy uống cái gì nữa. Thành ra cái chuối là rất là quan trọng. Tóm lại, chuối sứ hai trái buổi sáng, nó chẳng những nó bổ dưỡng giúp cho ăn được ngủ được, bù lại cái dinh dưỡng cho cơ thể, trong người bị suy nhược cơ thể, đu đủ chắc xương giúp cho ngủ được, ta dùng buổi trưa với buổi tối. Đó là những cái món ăn bài thuốc mà chúng ta sử dụng trong cái chương trình của ngày hôm nay. Với rất là nhiều những thông tin và những phân tích của thầy chia sẻ về những cái loại là trái cây hoa quả này giúp ích cho người bị suy nhược cơ thể, nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì xin thầy có thể là cụ thể hóa một cái thực đơn một ngày cho bệnh nhân về suy nhược cơ thể để họ thầy áp dụng. Dạ vâng. Ngoài cái cơm, cái cháo, cái phở mà hàng ngày là bà con ta vẫn hay sử dụng, nếu như ăn uống không có được ngon lắm thì bớt đi cũng được, không sao. Để bù lại trong cái dinh dưỡng đó thì có cái đề nghị cái thực đơn như sau. Buổi sáng là chúng ta dùng một trái cam ha, là bình quân nặng lấy nước. Nếu người nào mà khỏe hơn thì hai trái, rồi thêm vào một muỗng cà phê mật ong, ta quậy đều lên là uống buổi sáng là coi như là đầy đủ rồi ha. Buổi trưa lẽ ra là trái khóm, nhưng mà nhiều người lại nói là khóm là nhiều không được, thì thôi thì buổi trưa là chúng ta dùng nữa một khoảng chừng 100g cái đu đủ chín ha. Buổi tối cũng 100g đu đủ chín, và bổ sung thêm là buổi sáng ngoài cái trái cam và mật ong, chúng ta thêm hai trái chuối sứ. Cái đó là cái thực đơn đề nghị cho những người mà suy nhược cơ thể, kể cả suy nhược thần kinh. Dạ. Kính thưa quý vị, với thực đơn cụ thể mà Lương Y Nguyễn Công Đức đã chia sẻ, thứ nhất là dễ tìm, đơn giản và dễ thực hiện nữa. Hy vọng là bà con sẽ biết cách là áp dụng làm sao nó có lợi nhất cho sức khỏe của mình. Chương trình Món Ăn Bài Thuốc kỳ này xin được khép lại tại đây. Lương Y Nguyễn Công Đức và Ngọc Hân xin được trân trọng kính chào.